Ôi đây đây đây. Chỗ mà mình đang chiếu đèn là một cái ổ luôn nhá mọi người nhá. Đấy, một cái ổ rơi luôn. Đây này, ổ rơi đây này. Đây đây, hang cái chỗ trắng trắng. À, chỗ trắng trắng kia. Ừ. Thì ở trong hang có gì đặc biệt không bác? À, trong đó thì nó cũng bình thường thôi. À. 2-3 tầng, ta đi có 3 tầng hang. À vâng. Nấc thứ nhất là 6 mét. Dạ. Nấc thứ hai thì đi một quãng về dốc. Rồi tôi về trơn. Còn nấc thứ ba là 9 mét. Hello mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh Nhịp Sống Biên Giới của mình nha. Hôm nay mình đang ở Bản Đục, một trong những bản giáp biên của xã Bát Mọt và được gọi là Sapa của tỉnh Thanh Hóa nha mọi người nha. Mọi người có thể nhìn thấy ở dưới kia là bản Đục nha mọi người nha. Mọi khi là trời mà không âm u ấy thì mình có thể nhìn rõ Bản Đục ở hướng mình chỉ nha mọi người nhá. Nhưng mà hôm nay do trời mưa nên là sương mù, mọi người có thể nhìn thấy là sương mù dày đặc luôn nên là không nhìn thấy bản nữa. Và bây giờ hai anh em mình sẽ đi xuống từ cái chỗ trên dốc này xuống khoảng tầm 2 cây số nữa thì đến Bản Đục rồi ạ. Ở đây thì bây giờ mới tháng 10 thôi mà trời đây rất lạnh rồi. Hôm nay mình đi là cũng quên mang áo rét này. Mọi người có thể nhìn thấy là những ngôi nhà sàn của bà con trong bản nhé. Bên kia là đến Bản Đục, trung tâm của Bản Đục các mọi người nhé. Nhà sàn làm cách đây cũng vài chục năm. À, gặp bác đây rồi mọi người. Chào bác. Đây là bác Luyến nha mọi người nhá. Hey. Hôm nay bác sẽ dẫn hai anh em đi vào khám phá cái hang rất đặc biệt và tí nữa mình sẽ nói chuyện bác để tìm hiểu về cái hang, đặc điểm của cái hang nha mọi người nhá. Bây giờ mình với bác Luyến sẽ vào trong hang nhá để khám phá hang nhá. Mọi người có thể thấy là do cái thời tiết khí hậu ở đây nó khác biệt với rất nhiều nơi nên là đây này, mùa này vẫn còn hoa đào này mọi người này. Đấy, mọi người có thể thấy là do cái thời tiết ở Bản Đục này quanh năm mát mẻ, trời mùa hè cũng như mùa đông nên là ở đây vẫn còn mùa này, bây giờ tháng 10 mà bây giờ vẫn còn cái hoa đào này. Đấy mọi người thấy không? Rồi bây giờ Mình với bác Luyến sẽ vào trong hàng nhé. Mọi người hãy cùng bác với anh em mình đi khám phá và trải nghiệm cái hang đặc biệt của thôn Đục nha mọi người nhé. Đi em ơi. Đi thăm à? Được người dân ở đấy bắc phạm. Mọi người ạ, hiện tại thì mình với anh em mình đã đến cửa hang rồi mọi người nhé. Đây là cửa hang nhé mọi người nhé. Mọi người có thể nghe rõ cái tiếng rơi kêu đây mọi người ạ. Anh em mình ở ngoài thực tế để nghe rõ, rất rõ tiếng kêu của rơi nhé mọi người nhé. Để quản lý và bảo vệ, bảo tồn hang và cũng như cái loài rơi ở trong hang thì bác Luyến bác làm khóa lại mọi người ạ. Cửa hang mọi người có thể thấy là rất rộng. Ui, phải công nhận là tuyệt đẹp mọi người ạ. Đây là đường vào hang nhé mọi người nhá. Rất rộng phải không mọi người? Ở đây mọi người có thể nghe rất rõ là tiếng rơi kêu đấy mọi người nhá. Các loại rơi đang kêu này. À, rơi giống ở đây ạ. À, vào sâu trong kia đấy không? Đây là như bác Luyến chia sẻ là đây là các loại rơi giống ở ngoài này nhá. Còn mình đi sâu vào trong kia. Ở đây thấy bác bảo là có 2 tầng mình ạ. Đây là lên tầng 1 đó bác. Đây nhá. Mình với hai anh em mình với bác đang lên tầng 1 nhá. Thì hôm nay thì chưa phải mùa thu hoạch nên là bác chưa làm thang. Thì phải lên tầng 2 thì cao 9 mét phải làm thang. Đây mọi người có thể nhìn thấy là đây là phân rơi nhé mọi người nhé. Phân rơi này. Đấy. Phân rất nhiều này mọi người này. Phải công nhận hang này. Thấy bác kể là ngày trước ấy, trước đây ấy, thì khi mà đến mùa đây cháu này ngày trưa thì các cụ thường thường là già ở đây. À vâng. Vì là ngày trưa rất nhiều đến tìm. À, tìm ăn người đây, đây là chân hổ đây này. À dạ. Đây là mỏ hổ đó. Đây bác giới thiệu đây là dấu chân hổ mình ạ. Đấy. Đây mọi người có thể nhìn thấy đây rất nhiều phân rơi. Thấy bác kể là trước đây thì cứ mỗi đợt thu hoạch là từ 5 đến 7 tấn mình ạ. Đấy, mọi người có thể nghe rõ âm thanh của các loại rơi nhá. Đây phân rơi mọi người ạ. Phân rơi đấy nhá. Bật đèn nữa ông ơi. Đã làm nó nằm. Tối là về nằm đây này. Dạ. Rơi là ngày trước là nếu mà thu hoạch là cả làng đến đây nằm để bắt rơi đó. Cháu mượn đèn. Đấy mọi người để nhìn thấy rơi kìa, ủa nhiều rơi. Rất nhiều rơi mọi người ạ. À. Quả là thiên nhiên tạo ra một cái khung cảnh thật hùng vĩ mọi người ạ. Đấy, mọi người thấy nhìn rơi nhá. Rơi đây là theo lời bác là rơi này dây giống mình ạ. À, nhiều thế nhỉ. Chết. Cái đặc điểm của thịt rơi mọi người ạ, đặc điểm của thịt rơi thì thơm và ngon. Rơi này thì nếu mà mình thu hoạch thì nấu những món nào là ngon đó nhỉ? Thường là luộc, lam, luộc hoặc là nướng. Luộc, lam, nướng. Nhất định là hôm sau bác thu hoạch là mình sẽ lên và giới thiệu mọi người các cái món được chế biến từ rơi mọi người nhá. Như bác nói là luộc này, nướng này, lam này. Có thấy ông cháu có quay đâu con ăn tay. Có quay rồi đó. Rất nhiều. Ôi, một phần nhìn nữa đã bằng nia. Đây là mới là phần ít. Phần ít rồi, phần ít. À, theo bác nói là ở đây là mới một phần nhỏ thôi. Thế còn bác bớt đèn lên chỗ tầng kia giúp cháu ấy. Đấy nhá mọi người nhá. Cái này là cao lắm, chính gắt này, đây từ đây. Cái này từ lên đây là đến mùa thu hoạch ấy là mình phải vào trong kia còn sâu nhỉ bác nhỉ? Không. Hơn 100 mét. Hơn 100 mét mọi người ạ. Ở trong kia rất nhiều rơi. Rất nhiều. Vâng. Là phải bắc thang đây, phải bắc thang vào trong kia mới là nhiều rơi mọi người ạ. À, có cái khe suối ạ, gọi là suối của rơi đó. À, suối của rơi, nước uống cho rơi đó. À, vâng. Thế là rơi là vào uống nước ở trong kia. Bến gọi là bến rơi đó. Vâng. Đây, ở đây là mình vẫn thấy là rơi nó bay vô bay ra phải không ạ? Đấy. Mọi người có thể nhìn thấy là rơi vẫn bay vô bay ra nhá. Hẹn với mọi người là hôm sau mà bác Luyến bác thu hoạch rơi ấy, nhất định mình sẽ lên để mà quay cho mọi người cái đi ở trong kia nhá, ở tầng 2 nhá. Hiện tại vâng. Mình phải khẳng định một điều là đây là hang rơi lớn nhất Việt Nam mà mình từng biết mọi người ạ. Rơi nhiều thế nhỉ. Đây anh bật đèn. Phân thì ở trong kia nóng bì lắm. À. Lấy phân này kéo đi đó, nóng bì. Đây có thể nghe rất rõ tiếng rơi mọi người ạ. Vâng. Đây ta xuống đây không anh? Đấy nha mọi người nhá, đây là tầng 2 nhá. Đấy. Và kia là tầng 2 nhá, nhưng mà chưa đến mùa thu hoạch nên là chưa có thang. Khi nào đến mùa thu hoạch thì bác Luyến bắc một cái thang lên cũng phải tầm 8-9 mét. Đấy, hiện tại thì chưa có thang nên là hẹn mọi người ở cái video sau. Khi nào đến mùa thu hoạch thì mình sẽ giới thiệu mọi người là cái tầng 2 và những cái món ăn được chế biến từ rơi nha mọi người nhá. Phân rơi này mọi người này, rất nhiều phân này. Ở đây gọi là một cái phần nhỏ của cái rơi ở trong hang thôi. Theo như lời của bác thì lên tầng 2 ấy, chỗ mình bấm đèn chỉ lên lúc nãy ấy, thì ở trong kia đang còn rất nhiều rơi. Mọi người có thể nhìn thấy là ngoài cái cửa hàng ấy, rơi bay rất nhiều rồi ạ. Ra ngoài kia bắt ánh sáng. Đấy, rơi bay nha mọi người nhé. Tiếp nọ. Tối này là không? Đây nha mọi người nha. Đây là rơi đang bay ở ngoài cửa hàng nhá. Đấy, mình quay lại một lần nữa cho mọi người xem cái chỗ hàng này. Ở đây mới gọi là chỗ cái cửa hàng thôi. Vì như theo lời bác Luyến chia sẻ là lên tầng 2 thì vào khoảng 100 m nữa thì mới vào đến cái chỗ mà nhiều rơi nhất mọi người ạ. Thì như bác một lần thu hoạch ở đây cũng phải tầm 2 đến 3 tấn rơi ấy. Hôm sau nhất định nha mọi người nhé, sẽ làm một video chia sẻ mọi người cái lên tầng 2 để mà quay cái tầng 2 nhé. Và sẽ giới thiệu mọi người các cái món ăn được chế biến từ rơi. Video của mình xin được kết thúc tại đây nha. Hẹn mọi người ở video tiếp theo của mình nha. Cháu cảm ơn bác hôm nay đã dẫn anh em vào thăm chỗ một cái hang rất đặc biệt của bản Đục quê mình nha bác nhé. Hẹn gặp lại nha, buổi sau thu hoạch. Nhất định là hôm sau thu hoạch là cháu sẽ thưởng thức các món ăn chế biến từ rơi. Bye bye mọi người nhé.